Na 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 na. Mình đội mũ mới nhìn ngầu làm sao. Và phần tuyệt vời nhất là nó có một chức năng đặc biệt. Sẽ thử xem nào. Đen đuổi quá. Cũng không tệ lắm. Nó sẽ cho lũ gấu kia biết ai mới là sếp. Khoan đã, sao mình phải mang theo súng khi mình đã có một cái mũ bảo hiểm tuyệt vời chứ? Nó không thể thất bại được. Thật đáng ghét. Lại thêm một cái cây nữa, rồi ta sẽ chặt hết cả khu rừng. Tiều Phu viết, tôi sẽ cho ông một bài học nhớ đời. Một hòn đá. Cái gì? Tiều Phu viết, chuẩn bị nhận lấy này. Ôi không, đó là Rambo. Súng của mình đâu rồi? Mình quên súng rồi. Mình phải làm gì đây? Ồ, mũ của mình. Mình quên mất. Này Rambo, cho người ném thử mũ của ta đây. Tiều Phu viết, thứ gì vậy? Tại sao ông... Ngươi đi đâu thế? Nếm thử cầu vồng đi. Cứu giới. Briar, cứu em với. Ngươi biết gì không? 2-1. Ông nghĩ mình đang làm gì? Tại sao lại đuổi theo em trai tôi? Xem đi. Bỏ chạy ư? Hoàn hảo. Đồ gấu thối tha, quay lại đây. Ta sẽ cho ngươi biết đây. Đồ gấu thối tha, ngươi không thể chạy mãi được. Rambo, chúng ta không thể chạy nữa. Phải đánh lại thôi. Được. Ôi trời. Đồ gấu thối tha, trả lại đây. Ông muốn cái mũ này ư? Đến mà lấy này. Ngươi đang chơi xấu, Briar. Ngươi biết là ta dễ bị cháy nắng mà. Ta sẽ cho ngươi thấy tiều phu lợi hại thế nào. Bắt lấy mũ của mình. Trả mũ lại cho ta. Cái mũ quý giá của ta, trả lại cho ta đi. Đợi lấy này Rambo. Briar, đây này. Giờ đây này. Trả mũ lại cho ta. Tôi trông thế nào? Ông không hợp với màu vàng đâu. Tôi đội đẹp hơn ông nhiều. Em đói quá. Này Tiều Phu viết, tôi có một thỏa thuận này cho ông. Ông mang một hũ mật ong thật to tới nhà của chúng tôi và chúng tôi sẽ trả mũ lại cho ông. Thật sao? Tôi sẽ làm như vậy. Briar, nếu kế hoạch của anh thành công, bọn mình sẽ được ăn no mật ong. Đúng thế.
May mà mình có một lọ mật ong dự trữ, không thì mình sẽ không lấy lại được mũ. Con gấu xấu xa kia rồi. Mật ong thơm ngon của cậu đây. Được, đưa cho tôi. Đưa mũ đây đã. Cái mũ ư? Chúng ta đã thỏa thuận. Ta đưa ngươi mật, ngươi trả ta mũ. Thỏa thuận ư? Thỏa thuận đó hết hạn khi tôi lấy được mật ong. Này, chúng ta có thỏa thuận mà. Trả mũ lại cho ta, đồ gấu thối ta. Trả mũ cho mật ong như là của tôi. Vậy ông sẽ làm gì đây? Đồ lừa đảo. Tệ quá, viết. Vậy đấy. Vậy ta sẽ đổi đạn lấy mật ong. Giờ đưa nó đây. Ngươi hiểu chứ? Giờ thì có vẻ như chúng ta đang ở trong một tình huống khó xử. Cảm ơn đã cứu em, Raya. Em ổn chứ? Vâng. Này các cậu, các cậu trả mũ bảo hiểm cho tôi đi. Mũ bảo hiểm ư? Nào Rambo, cho anh đội thử cái. Không đời nào, xin lỗi nhé. Nhưng thứ này là của em, cuộc sống có thể bất công. Đưa đây, anh muốn đội thử. Trả lại đây. Này, không, nó là của em. Đưa đây Rambo. Không bao giờ, đưa nó đây. Không đâu, đưa nó cho anh. Không, anh bỏ tay ra. Đến lượt anh, là mũ của em, chấp nhận đi. Đừng kéo nữa, thôi nào, đưa cho anh. Cơ hội tốt. Buông tay ra. Đưa cho anh Rambo, nghiêm túc đấy. Nằm mơ nhé. Thả ra. Em lấy trước mà, Briar. Đó là của em. Không, đừng có kéo nữa. Không đời nào. Thả cái mũ ra. Không, anh thả ra thì có. Đó là mũ của em. Đưa nó cho anh, Rambo. Thả nó ra, trả đây. Anh làm em đâu? Đừng cố nữa, đưa nó đây. Anh thật quá đáng, Ryan. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không, 1000 lần không. Xin chào ngài súng. Không bao giờ. Anh là anh trai mà. Thì sao? Chiến thắng nằm trong tầm ngắm. Cái mũ là của ta. Mẹ ơi. Đau quá. Dừng lại. Cẩn thận xem các ngươi nhắm vào đâu. Này, dừng lại đi. Rambo. Ryan, em nói là không. Xuống khỏi người em. Mình thành lò nướng rồi. Mình đang bốc cháy. Lấy nó ra, tháo nó ra. Cái quần mới của mình. Lạ nhỉ, làm sao mà nó xảy ra được. Thử cái này xem. Cứu em với. Đừng có chỉ nó qua phía anh. Cái mũ quỷ quái, ta dứt ngươi đi. Bảo bối của ta, quay lại đây. Cái mũ quý giá của ta, ta tới đây. Ôi không. Bảo bối của ta. Mình không thể tin nổi. Còn không có bảo hiểm nữa. Nó bị dở tan rồi. Số phận thật nghiệt ngã. Ồ, cái mũ hỏng rồi. Hỏng rồi cũng tốt. Cái mũ đó nguy hiểm quá. Em nói đúng. Đồ gấu thối tha. Các người phải mua đền cho ta cái khác.
Xin chào ngài Sóc. Ngươi nên cảm thấy đặc biệt vì đã được ta chọn làm chuột lang. Vậy là nó có hoạt động. Hai con gấu kia, tao không sợ các ngươi nữa đâu. Trái trái, phải phải, bên trái, đồ ngốc, bên trái. Bên trái kia cơ mà. Em chẳng bắt được quả nào cả. Đồ thua cuộc. Anh chơi xấu với em. Em nói như thể là khó lắm vậy. Đồ đáng ghét. Trò chơi này chẳng vui chút nào. Em không chơi nữa. Anh chỉ đùa thôi mà. Này, này, chơi tiếp nào. Đau quá, Ray à. Dừng lại, dừng lại. Anh thật là quá đáng. Phải tìm cách khiến những thứ này gắn quanh cái cổ mập mạp của lũ gấu đó. Nếu em bỏ cuộc, anh sẽ tiếp tục ném. Đừng có bắt nạt em nữa. Nhận lấy này. Anh phải nhận lấy bài học. Này Rainbow, đến đây bắt anh nè. Em chịu đựng anh đủ rồi. Nào, xông lên đi. Cảm giác như thế nào khi bị người ta lừa, Ray à? Sao em dám lừa anh chứ? Lại đây. Nó đi đâu rồi nhỉ? Ra đây nào. Bây giờ là cơ hội của mình. Ryder, em lại bắt được anh rồi. Rambo, em ở đâu? Ryder, Tiểu Phu Vích ở ngay đây. Hả? Nó nói gì cơ? Tiểu Phu Vích ư? Tôi hứa sẽ không nói đâu. Ông quay lại đây. Tiểu Phu Vích. Mình làm được rồi. Nó chạy đi đâu mất rồi? Tiểu Phu Vích. Chắc là Rambo bị ông ta bắt rồi. Dậy đi nào, đến giờ dậy rồi. Tiểu Phu Vích, thật đáng ghét. Này Rambo, ngươi không bao giờ biết khi nào thì nên từ bỏ, phải không? Tiểu Phu Vích, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông sẽ không bao giờ thắng. Hãy tin vào điều đó. Ta khẳng định ngươi đã học được bài học của mình rồi.
những chiếc vòng cổ gấu mới này sẽ trở nên rất phổ biến. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Briar thử một chiếc cho chính mình? Đúng vậy, đừng lo lắng về chi phí, nó hoàn toàn miễn phí mà. Mình không thể đợi đến lúc tóm được cả hai con gấu đó. Vậy chúng sẽ kêu Vicky cứu tôi, và mình sẽ cười ha ha. Mình thực sự phải cần tập tiếng cười điên cuồng. Giờ là cơ hội của mình. Rambo. Oh, Briar. Briar, em nhớ anh quá. Anh phải giúp em, anh trai, em sợ lắm. Ông ta tra tấn em. Đó là do cái vòng cổ này. Ông ta đã khóa nó lại. Giờ em không biết phải làm gì. Nó đau lắm. Rambo, anh sẽ cố gắng đưa em ra khỏi đó. Em sẽ ổn thôi, được chứ? Tuyệt lắm, em tự do rồi. Em cần phải thoát khỏi thứ này, Briar. Đợi đã. Không phải em đã nói cái này gây điện giật sao? Đúng vậy, Briar. Nó thực sự khá nguy hiểm và đáng sợ. Em biết gì không? Anh nghĩ là anh vừa có một ý tưởng tuyệt vời. Không có ai à? Gấu thích ăn gì nhất nhỉ? Táo tươi và gì nữa? Thuốc gây mê. Lũ gấu đó sẽ giống như chú của mình vào lễ Giáng sinh. Hoàn hảo. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là đợi chúng cắn câu. Cuối cùng đã đến. Đúng là một buổi sáng đẹp trời. Táo. Táo đúng là món mình thích nhất. Ăn thật nhiều vào. Hôm nay là ngày may mắn của mình. Ôi, mình cảm thấy thật sự chóng mặt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Yeah, ta tóm được nơi rồi. Nạn nhân mới nhất của ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không hiệu quả ư? Ngươi giả vờ ngất sao? Đúng thế, Tiều Phù Phích. Tôi thông minh mà. Ta sẽ quay lại tìm ngươi sau. Này, đi phải nhìn đường chứ. Sao ngươi thoát ra được? Vẫn chưa nhận đủ à? Ta sẽ cho ngươi nếm tiếp. Vòng cổ của ngươi đâu? Ồ không, đừng nữa chứ. Đừng đánh ta. Sẵn sàng đi. Không ai được tra tấn em trai tôi. Không ai được gây sự với chúng tôi. Ồ không, các ngươi định làm gì? Lùi lại, thôi nào. Mình đang ở đâu đây? Các ngươi đã làm gì ta? Cho ta xuống khỏi đây, nhanh lên. Lũ gấu tối tha, cho ta xuống ngay. Chắc chắn rồi, sau khi ông nếm thử hương vị gậy ông đập lưng ông. Đúng vậy, Tiểu Phu Phích cần nếm thử hương vị gậy ông đập lưng ông. Sao em lại ăn những quả táo đó? Chúng ở ngay đằng kia, anh muốn ăn không? Ờ, khoan, đó là những quả táo đã bị Phích đánh thuốc mê.
Quay lại đây, đồ gấu thối tha. Ta sẽ bắn trúng ngươi. À, vậy ngươi đây rồi. Rambo, ra đây chơi nào. Vậy chờ ta tìm được rồi bắn ngươi nhé. Ông ta không thấy mình. Ông ta không thấy mình. Gây sự với ta ư? Ngươi sẽ phải ăn đạn thôi. Raya, cứu em với. Tiểu phu phích, tiểu phu phích kìa. Có chuyện gì thế? Raya, tiểu phu phích đang đuổi theo em. Ông ta đuổi theo em khắp nơi. Ông ta không chịu dừng lại. Giờ ông ta ở đâu? Còn ở đâu được nữa chứ? Ông ta đang phá hủy khu rừng. Gã tiểu phu đó đã đi quá xa rồi. Nhưng đừng lo, anh đã có một kế hoạch tổng thể để đối phó với ông ta. Đây là vũ khí bí mật sao? Trông chúng rất là thú vị đấy. Ngươi đi rồi, nhận lấy này. Cái gì? Này Brian, đưa cho em vũ khí bí mật đi. Em sẽ đập chúng vào mặt của ông ta. Em biết gì không? Chúng ta sẽ làm thế này. Mỗi ngày một khu rừng và lại một ngày tươi đẹp để phá hoại môi trường. Suýt nữa thì đâm vào người ta. Đồ gấu thối tha. Mình bị gạch chéo hả? Này, tấm biển này nghĩa là sao hả? Ông thấy khu rừng đằng kia không? Chúng tôi cấm đội mũ, nên hãy bỏ mũ ra nếu ông muốn vào. Mũ của ta ư? Ông không thể vào rừng nếu đội mũ. Hãy cởi mũ ra, giống như tấm biển yêu cầu ấy. Cái gì? Chúng muốn trêu đùa cái đầu trọc của mình sao? Các người bị mất trí hết rồi hả? Cái mũ đó là một phần của đồng phục. Sẽ không có chuyện ta cởi mũ ra đâu. Hơn nữa nó rất đẹp. Mũ của ta đâu rồi? Mũ của ta đâu rồi? Ta vừa mới mua nó xong. Nó đâu mất rồi? Mặc dù đó là hàng giảm giá. Đây là thứ thay thế cho cái mũ, miễn phí luôn. Đây, đây là cái gì? Chuyện này chưa kết thúc đâu. Ít nhất hai con gấu ngu ngốc đó không ở đây. Tôi là người da đỏ. Mọi người ngồi xuống sàn nhà. Mọi người cho khủng long đi bộ. Ông ta đang muốn nói mở sòng bạc hả? Anh nghĩ ông ta đang cố đánh lạc hướng.
để xem ông ta định làm gì. Tù trưởng da đỏ đi vào trong đó, các cậu có hiểu không? Người da đỏ hả? Giấy chứng minh thư. Ông ấy thật sự mong chúng ta tin rằng ông ấy là người da đỏ. Đây là giấy chứng nhận tù trưởng của tôi. Xin lỗi tù trưởng, nhưng không ai được vào rừng mà đội mũ cả. Được cười thật, ai lại đưa ra điều luật như vậy? Tôi xin lỗi, đó là quy tắc. Chúng tôi không cho phép đội mũ trong rừng được chứ? Quy tắc ư? Chỉ có một quy tắc mà các ngươi cần biết. Đó là quy tắc của ta. Nhìn kìa, một chàng cơ bội. Mũ lông chim của ta. Thật không công bằng, thật không công bằng. Lũ gấu thối tha, tốt nhất là các ngươi trả mũ lại cho ta. Súng của mình. Này, ông biết gì không? Súng rất nguy hiểm. Ông nên dùng cưa máy thôi. Giờ thì biến đi. Tôi nói tiếng da đỏ. Tôi nói tiếng da đỏ. Cứu tôi với. Tạm biệt người da đỏ viết đi. Này, đưa cho anh Rambo. Khẩu súng này không phải là đồ chơi. Em biết anh không cố tình làm thế mà, Rambo. Em bắn trúng rồi. Rambo, Rambo, vậy đá là gì chứ? Đưa nó cho anh nào, đây. Lại đến lượt em, lại đến lượt em. Anh nhìn đây. Thứ đó đi đâu rồi? Đâu đó ở quanh đây. Nó đâu rồi? Mình tìm được rồi. Này, Tiêu Phu Vích, không. Giờ ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra khi ngươi... Đừng mà. Chen vào giữa một người đàn ông và cái mũ của ông ấy. Giờ đến lượt ngươi cầu xin ta rồi. Tuy nhiên, yêu cầu bị từ chối. Làm ơn đi. Ông biết đấy, Vích. Tấm biển nói rằng ông không được phép đội mũ. May mà mình đã chuẩn bị sẵn. Để xem ông mang theo được bao nhiêu cái mũ. Ta không có thời gian chơi với các ngươi. Cút khỏi đây mau. Chúng ta đang ở đâu nhỉ? Ôi không. Đừng bắn. Sao súng của mình lại nổ ngược? Why do my plans backfire? Bỏ mũ ra hoặc tránh xa khu rừng ra. Thank you.
Đã nhiều ngày rồi mà ông chủ chẳng gửi đồ ăn gì cho mình cả. Mình sắp sửa chết đói nếu đồ tiếp tế không đến mau. Xem trong thùng đồ dự trữ còn gì không? Không còn gì cả. Không còn gì cả. Mình thậm chí không thể gọi đồ bên ngoài. Mình sẽ ăn bất cứ thứ gì bây giờ? Chắc phải còn gì đó trong tủ lạnh. Nửa củ cà rốt. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ôi ngon quá đi. Không thể được. Đây là đồ dự phòng tình huống khẩn cấp của mình. Phải kiếm chút thức ăn tử tế. Vậy là đủ cho mình. Ít nhất là bây giờ. Lâm tặc Pip từ chối bị bỏ lại trong cái lạnh. Mình không thể bước tiếp được nữa. Ngửi như mùi hoa quả. Nó từ đằng kia. Chắc là mình đến gần hơn rồi. Ai ném quả táo đó thế? À, nó ở đằng kia. Wow, nó giống như một bữa tiệc nhỏ vậy. Hỏng rồi. Ôi, cái mũi của mình. Cái gì vậy? Rambo, em có nghe thấy gì không? Không, không. Thật đáng nguyền rủa. Thôi quên đi. Mình phải đi kiếm gì bỏ bụng mới được. Ngon quá đi mất. Mình vẫn còn đói. Những hoa quả nhỏ bé đáng yêu. Ta tới đây. Mình cần một kế hoạch. Đúng rồi. Hết giờ nói chuyện rồi. Ngài lựu đạn thương lượng giúp tôi nè. Cái gì vậy? Phải trốn thôi. Một, hai, năm. Trông như một loại quả mới. Ôi, có ngon không vậy? Nào, nổ đi nào. Khó ăn quá đi. Bảy, chín. Ta sẽ hung khói lũ gấu này. Thôi nào. Cái này sẽ có tác dụng. Oh.
Có chuyện gì vậy? Có cháy à? Cứu! Đi nào, ra khỏi đây! Ra đi nào, gấu phun khói! Mắt em cay quá! Hoa quả, ta tới đây! Mình không thở nổi! Hoa quả đâu rồi? Hoa quả đâu rồi? Sao lũ gấu này không có tủ lạnh chứ? Khói nhiều quá, mình phải ra khỏi đây! Chào các cậu. Sao thế? Vì ông là người đằng sau chuyện này à? Rambo. Không có thứ gì mà lâm tặc hít không thể lấy được. Chúng sẽ là của mình. Hoa quả đâu rồi? Mình đói quá. Lạ thật. Chúng để số hoa quả đó đâu nhỉ? Ôi cái đầu của mình. Mình đã tìm đúng chỗ rồi. Anh có nghe thấy không? Rambo, im lặng nào. Ngủ ngon nhé, gấu. Chú Vicky sẽ không làm phiền giấc ngủ vui vẻ của các cậu đâu. Tôi không nghĩ vậy đâu. Dừng lại. Ông nghĩ mình đang làm gì vậy? Biết. Thả ra, thả ra. Tôi chỉ đói thôi, để tôi yên. Nhìn kìa Rambo. Anh biết gì không? Ông ta thực sự đói đấy. Cho tôi một miếng thôi. Ôi, đói quá. Mình chết đói mất. Mình đang làm gì ở nhà thế này? Sao mà mình về đây được? Hoa quả. Tuyệt quá. Ngọt quá. Ngon quá. Mình trúng số rồi.